Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ có chủ đề Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sẽ tập trung thực hiện 3 nội dung: tuyên truyền giáo dục xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả 100% kế hoạch huấn luyện, luyện tập, diễn tập, đảm bảo an toàn, thực hiện công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đợt thi đua cao điểm được phát động trong 75 ngày, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm tái lập thị xã Tỉnh Lỵ, thành phố Lào Cai.